người đàn ông này đột nhiên bị đánh thức bởi một con kền kền ăn thịt. Thì một giây sau, anh ta mới phát hiện ra mình đang chơi vơi ở trên một vách núi thẳng đứng. Cùng với chiếc chân bị gãy, người đàn ông cố gắng leo lên trên. Nhưng ai ngờ lại bị hụt chân, đành phải bám vào vách đá 7 ngày 7 đêm để sống sót. Cứ tưởng sẽ không còn đường thoát, thì đột nhiên lúc này trời mưa lớn tạo nên một dòng sông bên dưới. Thế là người đàn ông không do dự, mà gieo mình tự do xuống dưới. May mắn thay anh ta vẫn còn sống. Sau khi uống nước bùn để hồi sức, anh ta kẹp chiếc chân bị gãy của mình vào khe đá để sửa lại. Tại sao người đàn ông này lại rơi vào hoàn cảnh sinh tồn, một mất một còn như vậy? Hãy cùng Điền Tây theo dõi đến cuối bộ phim nhé! Thì ra vào vài ngày trước, người đàn ông này tìm thấy một đống phân bò Tây Tạng trên mặt đất. Thủ lĩnh bộ lạc nhặt nó lên và ngửi thấy nó vẫn còn ấm. Ông ấy tin rằng chắc chắn sẽ có một đàn bò đang ở phía trước, nên đã kêu mọi người bôi phân lên mặt và khắp người để át mùi hôi trên cơ thể. Sau đó, anh ta bò trên mặt đất và từ từ tiếp cận đàn bò Tây Tạng. Sau khi gần đến phạm vi tấn công, mọi người hét lên rồi lao về phía mục tiêu. Thế là nó chạy thẳng đến mép vách đá, rồi và ném thẳng cô Đắc xuống dưới. Con trai đừng buông tay. Nhưng lời vừa dứt thì tảng đá bỗng vỡ ra. Cô Đắc rơi xuống một bức tường đá nhô ra của vách đá. Thế là mọi người ở trên không rõ anh ta sống chết ra sao. Thế vậy, thủ lĩnh lập tức xuống cứu nhưng bị bộ tộc của ông dùng sức cản lại và nói rằng con trai của anh đã chết nên chúng tôi không thể mất thêm anh nữa. Sau đó, các tộc nhân đã đến chân vách đá để thu hoạch thành quả hôm nay. Nhưng sau một đêm đứng xem, vẫn không thấy cô Đắc trả lời. Thế là ngày hôm sau, thủ lĩnh đã làm một bia mộ cho con trai mình ở rìa vách đá. Sau khi tổ chức xong nghi thức, ông ta đã cùng đồng đội mình trở về bộ tộc. Nhưng điều họ không ngờ tới là, lúc này cô Đắc không hề chết. Chịu đựng cơn đau dữ dội, anh ta bò dậy và thấy mình đang nằm ở một bức tường đá dựng đứng. Không thể đứng dậy được. Cô Đắc lớn tiếng gọi bố, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy ai phản hồi. Anh ta không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng leo xuống. Thì đột nhiên chân anh bị trượt và suýt bị rơi xuống. Một lúc sau trời đổ mưa to. Dưới cơn mưa dữ dội, cô Đắc lúc này không thể chống cự và nhìn thấy dưới vực sâu có dòng nước lũ. Thế là cô Đắc liền lấy hết dũng khí, rồi dùng tay đẩy ra để tự do rơi xuống. Ngay sau đó cơn mưa lớn cuối cùng cũng tạnh và anh ta đã sống sót một cách thần kỳ. Nhưng cơn đau dữ dội ở chân khiến anh ấy không thể đi lại được. Mệt mỏi và đói, cô Đắc trèo lên mép một hố bùn để uống nước bổ sung sức lực. Sau đó dùng cành cây cố định bàn chân bị thương của mình. Sau đó anh ta khập khiễng lên đỉnh núi thì phát hiện ra rằng cha và bộ lạc của mình đã rời khỏi đây từ lâu. Ngay khi cảm thấy đau buồn, cô Đắc liền đá tấm bia mộ ra khỏi vách đá, rồi nằm trên mặt đất trong tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng hơn chính là phía xa đột nhiên có tiếng sói tru. Thế là cô Đắc vội vàng đứng lên rồi chạy trốn khỏi đây. Nhưng rất nhanh bầy sói đã đuổi kịp. May mắn là trước mặt có một cái cây khô. Trong thời khắc nguy cấp, cô Đắc rút con dao găm bên hông ra và đâm nó, rồi nhân cơ hội leo lên. Bầy sói canh gác dưới gốc cây suốt đêm không bỏ cuộc. Sau đó cô Đắc buộc con dao găm vào một thanh gỗ để làm một cây giáo, rồi từ từ đi về phía sói xám với cây thương. Vừa định giương thương lên tấn công sói xám thì nhìn thấy ánh mắt cầu xin của nó. Thế là trong lòng anh ta lại mềm nhũn. Cha của cô Đắc đã dạy anh giết người không biết bao nhiêu lần, nhưng dù một lần thì cô Đắc cũng làm không được, và lần này cũng vậy. Nghe thấy âm thanh đau đớn của sói xám, anh không đành lòng bỏ rơi nó, nên dùng dây thừng trói miệng nó lại và cùng nhau đưa nó đi. Sau đó họ tìm thấy một hang động vào ban đêm, thế là cả hai không phải ngủ ngoài vùng hoang dã. Sáng hôm sau cô Đắc tìm thấy một số đồ dùng có thể sử dụng được. Anh ta cũng tìm thấy một số thảo dược, rồi dùng đá đập nát chúng để đắp thảo dược lên chân sói xám. Nhưng khi anh quay đầu lại, thì sói xám đã thoát khỏi sợi dây quanh miệng nó. Sau đó nó nhìn anh ta gầm gừ. Dù sợ hãi nhưng cô Đắc vẫn cho nó uống nước cẩn thận. Sói xám dường như cũng cảm nhận được anh ta không có ác ý, nên đã hạ thấp cảnh giác và uống nước. Sau đó, cô Đắc lấy một số côn trùng để bôi chúng lên vết thương của sói xám, đồng thời cho nó làm thức ăn. Ngày tiếp theo, cô Đắc tìm thấy một con thỏ bên ngoài. Dưới cơn đói cực độ dù không thể ra tay, nhưng cuối cùng anh ta cũng làm được. Tuy nhiên khi trở về hang để khoan củi đốt lửa, thì sói xám đã nhân cơ hội giật con thỏ của anh ra. Thế là bị cô Đắc tát một cái, thì liền ngoan ngoãn nằm gục tại chỗ. Sau một ngày làm việc vất vả, cô Đắc cuối cùng cũng được ăn thịt thỏ ấm vào buổi tối. Nhưng sói xám chỉ có thể ngồi bất lực nhìn. Thì lúc này cô Đắc liền nói, nếu mày nghe lời thì tao sẽ cho. Thế là sói xám cúi đầu đồng ý, và anh ta cho nó một ít xương. Sau vài ngày như vậy, vết thương ở chân của cô Đắc đã lành hẳn. Anh ta mặc vào trang bị, đi tới trước mặt con sói nói lời từ biệt. Bởi vì anh muốn tìm lại bộ tộc của mình trước khi đường bị tuyết lớn chặn lại. Nhưng sói xám căn lấy chiếc khăn không cho anh ta đi. Cuối cùng, cô Đắc đứng dậy kéo cũng lấy lại được. Sau đó anh ta lên đường, còn con sói thì đi theo sau. Thế là anh ta liền lớn tiếng quát bảo nó quay về. Nhưng nó lại không nghe lời, thế là cô Đắc chỉ đành để nó đi theo mình. Anh ta đặt tên cho con sói là Alpha.
thì ra có 3 con lợn rừng đang tìm kiếm thức ăn trên đồng cỏ. Alpha lập tức chạy xuống để đuổi bọn chúng về phía cô Đắc. Nhưng anh ta đã để con lợn rừng bỏ chạy vì sợ hãi. Miếng mỡ đã dần đến miệng rồi còn mất. Thế là Alpha nhìn cô Đắc bằng nửa con mắt. Bởi vì không bắt được con mồi nào, đêm đó bọn họ chỉ có thể nhịn đói. Sau khi ở lại qua đêm, hai người họ dần dần hợp tác ăn ý. Và việc săn mồi trở nên thuận lợi, nên cả hai không còn phải nhịn đói nữa. Sau khi ngọn lửa được dập tắt vào nửa đêm, Alpha nằm bên cạnh cô Đắc để giữ ấm. Vào lúc bình minh vào buổi sáng, nó liếm mặt anh ta như một chiếc đồng hồ báo thức. Cô Đắc cho rằng Alpha quá hôi, nên đã ném nó xuống nước để tắm. Sau khi tắm xong, Alpha không quên bắt một con cá to để cảm ơn anh ta. Chẳng mấy chốc mùa đông đến, và toàn bộ trái đất bị bao phủ bởi tuyết. Đêm đó cả hai đang nằm vòng quanh đống lửa, Alpha đột nhiên cảnh giác đứng lên. Thì ra bọn họ bị một đám sói hoang bao vây. Con sói đầu đàn đi tới, không ngừng nhe răng với cô Đắc. Alpha thấy vậy liền chạy tới liếm nó, nhưng thực ra nó ra lệnh con sói đầu đàn đi. Sau đó, Alpha quay đầu lại nhìn cô Đắc, và anh ta hiểu rằng nó muốn trở về bầy đàn của mình. Không có sự đồng hành của Alpha, cô Đắc chỉ có thể bắt tay vào cuộc hành trình một mình để tìm bộ lạc. Mỗi đêm, anh trằn trọc vì nhớ Alpha và rất khó ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng ngày hôm đó trong cơn bão tuyết lớn, cô Đắc mơ hồ lại nhìn thấy bóng dáng của Alpha, cho nên không chút do dự mà đuổi theo. Không ngờ, lớp băng dưới chân đột nhiên nứt ra khiến anh ta rơi vào hang băng. Và dòng nước ngầm bên dưới cuốn trôi anh ta trong tích tắc. Lúc này, trên băng đột nhiên xuất hiện một con sói, đó chính là Alpha đến cứu anh. Nó dùng hết sức để đập tan lớp băng, nhưng vì trọng lượng quá nhẹ nên nó không giúp được gì cả. May mắn thay, anh ta đã phá vỡ lớp băng bằng con dao găm. Nước sông đóng băng lạnh cóng khiến cô Đắc run rẩy. Không kịp nghỉ ngơi, vội vàng sang một bên khoan củi nhóm lửa. Sau khi đốt lửa, anh ta cởi bỏ quần áo đông lạnh nằm xuống tuyết. Vào ngày này, họ cuối cùng đã nhìn thấy con người đầu tiên sau một thời gian dài. Cô Đắc rất vui mừng, nhưng khi anh ta chạy tới thì phát hiện ra rằng người này đã bị đóng băng thành một que kem, và hy vọng vừa được thắp lên đã tan thành mây khói. Sau đó cô Đắc tìm kiếm trong lều một lúc lâu, nhưng anh ta không tìm thấy bất kỳ thức ăn nào, chỉ tìm thấy một cây cung tên. Cả hai không còn cách nào khác là tiếp tục lên đường. Nhưng bọn họ còn chưa đi được mấy bước thì liền gặp phải tuyết lở. Cô Đắc vội vàng dẫn Alpha chạy về phía trước. Thế là bọn họ hoảng sợ chạy vào một cái hang, nhưng Alpha lại nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong hang. Thì ra đây là nơi ẩn nấp của một con vật hung dữ. Vào thời khắc quan trọng, Alpha xông lên cắn con gấu đen. May mắn thay, cuối cùng cô Đắc đã bắn chết con gấu đen lớn bằng cung tên. Nhưng Alpha đã bị thương nặng. Sau đó anh ta đốt lửa và giúp Alpha sưởi ấm trong khi lau vết thương. Giờ khắc này, anh đã coi Alpha như người thân của mình. Sau khi chuẩn bị xong, cả hai lại tiếp tục lên đường. Một người một cún lê cơ thể bị thương nặng của mình đi về phía trước. Đi không biết bao lâu, thì cô Đắc rốt cuộc đã nhìn thấy một biển báo đường bộ. Đường về đến nhà đã gần tới, nhưng trận bão tuyết ngày càng lớn. Cả hai chỉ dựa vào mỗi bước đi chậm rãi của mình. Thì lúc này, cuối cùng Alpha không thể giữ được nữa và ngã xuống. Cô Đắc đến và nhẹ nhàng vuốt ve nó, và nói rằng, tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày. Sau đó anh ta gian nan ôm lấy Alpha, để tiếp tục đi về phía trước. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn chết cùng nhau. Trong cơn mê, anh thấy cha mẹ mình đang đợi. Thế là ý chí sinh tồn mạnh mẽ bất ngờ đánh thức anh ta một lần nữa. Với những nỗ lực không ngừng của mình, cuối cùng ngày hôm sau anh ta đã về được tới nhà. Cô Đắc run rẩy bước vào bộ lạc, và khi nhìn thấy cha mình, anh không thể cầm cự được nữa mà ngã xuống. Cha anh vui mừng ôm anh vào lòng, trước khi ngất đi. Anh chỉ vào Alpha và nói duy nhất một điều, đó là cha nhất định phải cứu nó. Khi một lần nữa tỉnh lại, thì cô Đắc đã phát hiện ra Alpha vẫn còn sống. Hóa ra Alpha đã mang thai từ lâu, và vẫn đang liều lĩnh chiến đấu với con thú. Không lâu sau, dưới sự chăm sóc cẩn thận của bộ tộc, cô Đắc và Alpha rốt cuộc cũng bình phục, sói con của Alpha cũng dần lớn lên. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm 2 lần đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim hay và hấp dẫn tiếp theo.